Mời các bạn đến với bản tin rùa ngày 18 tháng 11 Mở đầu là những thông tin từ showbiz trong nước Sau vụ scandal biệt thị người đồng tính Ca sĩ Zombie lại tiếp tục khiến dư luận choáng váng về những phát ngôn sốc khi dọa nạt lực lượng 141 Ca sĩ thu cuối bị tổ công tác 141 giữ xe khi vượt đèn đỏ Không xuất trình được giấy tờ và bằng lái Dù được giải thích lý do rõ ràng nhưng Yambi vẫn lớn tiếng và nói ra những từ ngữ tục tiểu những người bạn của Janbi ngăn cản, nhưng nam ca sĩ không dừng lại. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Janbi bị lực lượng 141 sờ gáy. Tiết mục ấn tượng của Harry Won trong chương trình Ơn Trời, Cậu Đây Rồi đang là chủ đề gây sốt cộng đồng mạng trong những ngày qua. Harry Won gây ấn tượng mạnh với giám khảo và khán giả bởi cách xử lý tình huống thông minh, khôn khéo. Tuy nhiên, sau khi chương trình được phát sóng, cư dân mạng đồng loạt chia sẻ clip của phim Bác sĩ Bong Dan và cho rằng tiết mục yêu kín của Harry Won và Trấn Thành đã nhái nội dung giống như trong trích đoạn bác sĩ Bong Dan -hi. Ngoài nghi án đảo tiết mục, trưởng phòng Trấn Thành còn bị cộng đồng mạng lên án về những hành động lợi dụng và dê sòm đối với Harry Won. Tiếp theo là những tin tức mới cập nhật từ showbiz Hàn. Dường như năm 2014 là năm của scandal của các nhóm nhạc mới tại Hàn Quốc. Mới nhất là Free, một nhóm nhạc nữ mới được thành lập. Hồi đầu tháng 11, các thành viên Brit đeo găng tay mang biểu tượng trong giống lá cờ của phát xít Đức trong các màn trình diễn tại một cuộc đua ngựa. Ngay lập tức, cộng đồng mạng tại Hàn Quốc đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích nhóm nhạc đang cổ suý cho tội ác chiến tranh. Mỹ Nam của màn ảnh Hàn Quốc, Jun Sang Hyun, vừa bất ngờ thông báo về kế hoạch chia tay đời độc thân vào đầu năm sau. Chàng diễn viên điển trai trong I Hit Your Voice sẽ kết hợp với cô gái kiếm 6 tuổi, hôn thê của Jun Sang Hyun, làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Theo thông tin từ công ty quản lý của tài tử này, cặp đôi mới chỉ yêu nhau khoảng 8 tháng nhưng sẵn sàng tiến tới hôn nhân. Sau đây là những thông tin ngập mùi scandal từ các sao US, UK. Có được nụ hôn của cô đào xinh đẹp Jennifer Lawrence chắc chắn là mơ ước của biết bao nhiêu chàng trai. Nhưng với người bạn diễn, Liam Hemsworth lại là nỗi kinh hoàng. Liam vừa tiết lộ bất ngờ về những nụ hôn lãng mạn với người tình màn ảnh Jennifer Lawrence trong loạt phim The Hunger Games. Liam cho biết Mỗi khi chuẩn bị đóng cảnh hôn nhau, Truy thường ăn những loại thức ăn nặng mùi. Thậm chí cô đào lắm chiêu còn cảnh báo Liam rằng mình đã ăn tỏi, cá ngừ và chưa đến răng. Có lẽ là Zilo cố tình làm điều đó để tiết chế cảm xúc của bạn diễn nam. Liam và Zilo từng có thời gian dài đóng phim cùng nhau và hiện đang bận rộn quảng bá phần mới của The Hunger Games trên khắp thế giới. Chuyên tin làng giải trí Anh-Mỹ, Harry Styles và Taylor Swift có dấu hiệu gương vỡ lại lành. Mới đây, theo tiết lộ của tạp chí New Weekly, thành viên của One Direction đã có hành động vô cùng lãng mạn khi tặng Taylor 1989 bông hoa hồng để mừng thành công của album 1989. Harry và Taylor hẹn hò từ tháng 10 năm 2012 và chia tay vào tháng 1 năm 2013. Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin từ New Weekly, thực ra cặp đôi vẫn để mắt tới nhau harry đã gửi hàng loạt tin nhắn và gọi điện cho cô nàng nhiều lần cầu xin được tái hợp